Võ Thần Chúa Tể chương 5389, người tốt, lúc này sau khi nhìn thấy vòng xoáy phía trước, huyền quỷ lão ma liên tiếp khiếp sợ nói, cấm địa tử hải nằm ở tử hải nội hải, lẽ ra rất khó tới, chẳng lẽ hiện tại chúng ta đã đến trung tâm nội hải rồi sao? Huyền quỷ lão ma vẻ mặt khó có thể tin, nội hải hạch tâm chỗ sát khí mạnh mẽ, coi như là tam trọng vĩnh hằng trực tự cảnh hậu kỳ cường giả cũng không cách nào dễ dàng tới gần, chỉ có ở tử hải cấm địa mở ra thời điểm, mới có thể hiện ra một cái rất nhỏ thông đạo cho người thông qua nhưng là hiện tại bọn họ bất tri bất giác đã đến nội hải hạch tâm chỗ điều này làm cho huyền quỷ lão ma như thế nào không ngoài ý muốn hay là từ đáy biển đi tới sát ý khí tức sẽ yếu đi rất nhiều lúc này hắc ma minh chương cung kính nói đại nhân nơi này chính là năm đó hải thần hình ảnh xuất hiện địa phương cũng là chúng ta chờ minh hồn thú khởi nguồn nơi năm đó chúng ta chờ sớm nhất minh hồn thú chính là từ nơi này thức tỉnh ý thức, mới dần dần hình thành tộc quần, nhưng đó đã là chuyện thời viễn cổ, hiện giờ minh hồn thú tộc ta đã rất lâu không tiếp nhận hình ảnh của hải thần đại nhân. Thậm chí đến gần nơi đây cũng không được, sẽ bị lực lượng trong đó xé nát ra, hả? Tần trần nhau mắt lại, ngưng thần nhìn xoáy nước khổng lồ dưới đáy biển phía trước, chỉ thấy phía trước vô số tử hải chi thủy kịch liệt vặn vẹo, không ngừng bị cuốn vào trong vòng xoáy đen kịch hình thành một cái lỗ đen không gian cực lớn, ở trong vòng xoáy kia, lực lượng không gian khủng bố tản ra, nở rộ ra khí tức khiến người ta tim đập nhanh. Tần trần bọn họ tuy rằng khoảng cách trước mắt vòng xoáy còn có một đoạn khoảng cách, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được cổ này không gian vòng xoáy khủng bố. Đó là một loại bất kỳ vật gì bị cuốn vào trong đó đều sẽ ở trong nháy mắt bị xé nát ra khủng bố uy thế, mà lỗ hổng của vòng xoáy dưới đáy biển này vẫn lan tràn đến phía trên, thật giống như một cuộn rồng ở dưới đáy biển đại ca ca trong này có hơi thở quen thuộc của tiếu tiếu lúc này cô bé đột nhiên nói đại ca tiếu tiếu muốn vào bên trong hình như có thứ gì đó rất quan trọng với tiếu tiếu thứ rất trọng yếu tần trần nhìn tiểu cô nương hơi ngơ ngẩn căn cứ tin tức hôm nay tần trần đã biết rõ ràng vòng xoáy trước mắt này là nơi khởi nguồn của minh hồn thú năm đó cũng là nơi xuất hiện hình ảnh hải thần gì đó Tiếp theo, nơi đây cũng là di khí chi địa cấm khu các chủ vùng cấm tìm được tử hải cấm địa, nghe đồn nơi có cơ hội rời khỏi tử hải. Hơn nữa, tiếu tiếu đối với nơi này cũng có chút quen thuộc, bên trong tựa hồ có thứ cực kỳ quan trọng của nàng, mà mặc kệ bên trong có cái gì, tần trần có thể khẳng định, nơi này rất có khả năng có liên quan đến toàn bộ di khí chi địa thậm chí tử hải sinh ra bí mật, mấu chốt nhất chính. Là, muốn cứu tư tư. Hắn phải rời khỏi tử hải này, rời khỏi di khí chi địa này, cho nên vòng xoáy này hắn là không đi không thể. Tiếu tiếu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn mùi vào. Tần trần nhìn về phía hắc ma minh chương cùng huyền quỷ lão ma, nơi đây, tiến vào như thế nào? Đại nhân, nơi đây minh hồn thú nhất tộc ta không cách nào tiến vào. Hắc ma minh chương vội vàng nói, cửa vào lốc xoáy dưới đáy biển này là ở trên mặt biển, nhưng minh hồn thú nhất tộc ta căn bản không cách nào tới gần, một khi tới gần sẽ bị lực lượng đặc thù trong miệng biển dẫn động sát ý bạo thể trong cơ thể mà chết dẫn đến thần hồn câu diệt căn bản không cách nào sinh tồn những minh hồn thú khác cũng gật đầu huyền quỷ lão ma mở miệng nói đại nhân cửa vào cấm địa tử hải nằm trên mặt biển bất quá căn cứ vào thời gian mở ra cấm địa tử hải hiện giờ cấm địa tử hải sắp mở ra phỏng chừng đã có không ít cường giả di khí đã hội tụ trên mặt biển đại nhân căn cứ vào tình báo đám thám tử tộc quần chúng ta truyền về, hiện giờ trên mặt biển đích xác đã hội tụ không ít quỷ tu, trong đó có không ít quỷ tu nơi đây được. Xưng là cấm khu chi chủ. Hắc Ma Minh Chương lại nói, Tần Trần nở nụ cười, xem ra người kém không nhiều lắm đều đến, vậy còn chờ cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Ma Minh Chương và Minh Hồn Thú, chư vị không cần đi theo, đi thôi, vèo, Tần Trần thân hình nhoáng lên, trực tiếp hướng phía trên mặt biển bay vút đi đám người vạn cốt minh tổ vội vàng đi theo trước khi rời đi vạn cốt minh tổ quay đầu nhìn hắc ma minh chương và minh hồn thú không khỏi đập vào miệng ai nguyên liệu nấu ăn dưới đáy biển thật tốt đáng tiếc a à, lúc này trên mặt biển một vòng xoáy khổng lồ không ngừng lưu động tạo thành một vùng chân không kinh người trên tử hải mà ở bên ngoài tử hải cấm địa từng đạo thân ảnh khủng bố lẫn nhau đứng vững lơ lửng phía chân trời hình thành từng cái từng cái từng cái đoàn thể cùng đội ngũ. Những thân ảnh này mỗi một cổ trên người đều tản ra làm người ta tim đập nhanh khí tức, cơ hồ đều là tam trọng siêu thoát cấp cấm khu chi chủ, phóng tới ngoại giới đều là một phương cự phách cấp tồn tại. Tử hải lòng giam tại minh giới đã. Có ước vạn năm lịch sử. Tại thời đại viễn cổ cũng đã trở thành minh giới rất nhiều trưởng khống giả nhóm dùng để giam giữ tù phạm lòng giam chỗ ở hàng tỷ năm qua, nơi đây tụ tập cấm khu chi chủ số lượng nhiều, quả thực đếm không xuể, ở bên ngoài minh giới, có lẽ còn có thể bởi vì cướp đoạt tài nguyên cùng bảo vật chém giết mà không ngừng vẫn là cường giả, xuất hiện người mới, nhưng di khí chi địa chính là một mảnh phế tích chi địa, cơ hồ không có bất kỳ bảo vật nào hấp dẫn đến những cấm khu này chi chủ, mà nơi đây cùng. Minh giới thiên đạo đoạn tuyệt cũng cực khó tăng lên tu vi, ở lòng giam hình thành thời điểm ban đầu còn có vô số bị giam giữ ở chỗ này tù phạm vì tranh đoạt quyền phát ngôn lẫn nhau còn có thể trắng trợn giết chóc, nhưng gần mấy cái tử hải kỷ nguyên tới nay, loại này giết chóc cùng tranh đấu đã cực kỳ thưa thớt. Về sau Di khí chi thành thành lập, thành chủ chế độ sinh ra sau, càng là để Di khí chi địa trở thành một cái tương đối hòa bình chi địa, cực kỳ quỷ dị cùng chăm chọc. Điều này cuối cùng cũng dẫn đến những năm gần đây di khí chi địa vẫn là cấm khu chi chủ cực kỳ thư thất. Hình thành một quần thể khổng lồ, giờ phút này, đám cường giả phù long quỷ tổ cũng đã chạy tới nơi này, hình thành từng đoàn thể nhỏ, nói chuyện với nhau, cùng tiến cùng lùi, trao đổi đại sự phát sinh gần đây ở di khí chi địa. Trước đó không lâu tử thần mộ địa vẫn diệt, vạn minh tà tôn các loại quỷ tu chết thảm, thần bí minh chủ xuất hiện, tự nhiên là hôm nay di khí chi địa lớn nhất tin tức cũng đưa tới vô số cấm khu chi chủ đến đây phù long quỷ tổ bên này hỏi thăm nói chuyện với nhau đặc biệt là về tầng trần ban cho tử hải chi thủy tự nhiên trở thành một mực đời ở tử hải bên trong lịch lãm rồi lại chưa từng tham dự cấm khu chi chủ chuyện quan tâm nhất phù long huynh thật đúng là vận khí tốt a à? vậy mà không tốn chút sức tự chiếm được một đạo tử hải chi thủy thật sự là ghen chết chúng ta bất quá minh chủ này mạnh như thế theo lý sớm hẳn là đã đến như thế nào lúc này cũng không thấy bóng người ha ha danh hiệu bực này trước kia ta chưa từng nghe nói qua ở minh giới hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người như vậy cũng không biết có phải thật sự có người này hay không hay là nói chỉ là một số người thừa dịp ta không có ở đây tập kích giết chết bọn thần mộ chủ sau đó biên soạn hành vi không sai nghe đồn trong đối phương còn có vạn cốt minh tổ từng là minh tướng dưới trướng u minh đại đế nhân vật bực này sao có thể bị đánh vào tử hải tù lung không khỏi có chút quá mức giả dối, xa xa, các loại tiếng nghị luận vang lên, có trần trụi, có mịt mờ, rất nhiều ánh mắt nhau nhau rơi vào trên người đám người long quỷ tổ này, đều mang tâm tư, ánh mắt lóe ra liên tục, trong đó, cường đại nhất chính là hai cổ ánh mắt tản ra khí tức đáng sợ. Chính là hát ngục chi chủ cùng diêm hồn lão tổ, di khí chi địa công nhận hai đại cường giả, đã từng đảm nhiệm qua vị trí thành chủ cường giả hai người này quanh năm ở tử hải lịch lãm bế quan không ít người đều là hồi lâu không gặp giờ phút này cảm giác được khí tức khủng bố trên người hai người mỗi người đều kinh hãi không thôi hắc ngục chi chủ cùng diêm hồn lão tổ thực lực lại tăng lên rất nhiều mà ánh mắt hai người hôm nay đều hội tụ trên người phù long quỷ tổ thấy phù long quỷ tổ xem ra đều là nhẹ nhàng gật đầu khóe miệng phát họa cười nhạt chỉ là nụ cười kia lại làm cho người ta cảm giác có loại hàng ý lạnh lẽo Điều này tự nhiên làm cho đoàn người Phù Long Quỷ tổ sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút ngưng trọng, Long huynh, tình huống tự hộ có chút không ổn a." À. Hư Ngạc chi tổ đi tới bên cạnh Phù Long Quỷ tổ, sắc mặt khó coi nói, "Đúng vậy a, à. bây giờ Tử Hải Cấm Địa đều đã nhanh mở ra, lúc trước chúng ta ở Quỷ Vương Điện hội tụ không ít người, bây giờ lại chỉ còn lại có chúng ta hơn 10 người như hát. Hình lão quỷ, Nghiệt Hải Long ma bọn họ đều không biết tung tích." "Sợ là, hư những tên này lúc trước chưa từng ra tay, đối kháng minh chủ, hiện tại đều nhìn chầm chầm chúng ta, đơn giản là mơ ước tử hải thủy trên người chúng ta, quả thực đáng giận, hội tụ tại phù long quỷ tổ bên người đều là lúc trước cùng tần trần từng có tiếp xúc cấm khu chi chủ, lẫn nhau âm thầm giao dịch, nội tâm thấp thỏm, thật sự là những người này ánh mắt quá mức trần trụi, hơn nửa ngắn ngủn ba tháng, bọn họ lúc trước trong đám người đúng là thiếu không nhiều hơn một nửa người, để cho bọn họ trong lòng như thế nào không kinh hãi không cần để ý tới bọn họ có lúc trước minh chủ ban cho tử hải chi thủy chúng ta bây giờ đối với tử hải sát ý kháng tính đều đề cao thật lớn chúng ta liên thủ đã không sợ bất kỳ thế lực nào chính là nghiệt hải long ma bọn họ mất tích quá mức kỳ quặc bản tổ từ di khí chi thành trước khi xuất phát còn từng gặp qua bọn họ hiện tại lại đột nhiên không có tin tức sợ là các vị phía sau tốt nhất không nên một mình đi lại để tránh gặp phải ngoài ý muốn, nghe mọi người nói chuyện, trong đám người, không minh lão ma ánh mắt lóe lên. Không khỏi mở miệng nói, phù long huynh, long quỷ tổ quay đầu nhìn lại, không minh huynh, làm sao vậy, không minh lão ma do dự một chút, nói về nghiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ hai người, bổn tọa trước, và la thành chủ tới, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, xa xa có thanh âm truyền đến, vèo vèo, hai đạo thân ảnh từ xa bay vút tới, trực tiếp đi tới tử hải cấm địa phía trước, chính là già la minh tổ và ảnh ma quỷ tổ, ha ha, chư vị, tại hạ đã chậm, thứ lỗi, thứ lỗi, già la minh tổ vừa đến. Liền cười ha ha nói, tươi cười sang sản. Nơi nào, nơi nào, già la thành chủ tới vừa vặn, tử hải cấm địa còn chưa mở ra, đúng lúc, từng đạo tiếng cười truyền đến. Ngay cả hắc ngục chi chủ và diêm hồn lão tổ cũng đều cười nói Dù sao già La Minh tổ được công nhận là người hiền lành lại tốt bụng ai cũng nể mặt các bạn đang nghe truyện tại tán tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn nghe truyện vui vẻ